Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về vườn anh Tuấn Phùng ở xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các anh em trong khu vực có giới thiệu và nói chuyện với Đỗ Sinh là nói về những cây hoa trà ở đất Ba Vì. Thì anh Tuấn Phùng có một cây trà thiệt, là những cây trà mà nằm trong cái top 1. Qua ý kiến và cũng là cái mách bảo của một số anh em trong câu lạc bộ trà cổ Nam Định thì cũng có tiết lộ với Đỗ Sinh mà bác ở Ba Vì, bác đến thăm vườn anh Tuấn, có một cái cây và trà thiển mà như bác đặt vấn đề với chúng cháu là cây trà thiển này cũng rất là đẹp. Và đây là cái hình ảnh của cái cây trà thiển, dần dần Đỗ Sinh sẽ đi tới để làm cái thước phim chia sẻ những cây hoa trà của vườn anh Tuấn Phùng, trong đó có cây trà thiển mà tôi đang đặt vấn đề tới. Vâng, xin chào anh Tuấn Phùng nhé. Vâng, cháu chào chú Đỗ Sinh Vâng, ạ. cây hoa trà thiển của anh thì cái dịp này có vẻ nó hết cái đợt hoa trước anh. Cái này là đây là lứa hoa của đợt 2, và đặc biệt trong cái cây thiển cây này mới có lứa hoa đợt 2. Vâng. Còn đợt trước là nở đúng Tết, thiển là bao giờ cũng nở đúng Tết. Và cái đợt trước là nó khoảng 1.000 bông hoa như này. Rồi. Kín hết cả từ dưới mà lên. Khủng khiếp nhỉ. Thế là cái lứa mà Tết ấy, thì là nó rụng hết rồi. Vâng, lứa Tết Thì rụng đây hết là thì lứa đây là 2. lứa 2 nữa. Và lứa 2 là ít hoa hơn. Vâng. Mà khả năng hoa cũng sẽ không to bằng cái lứa Tết đâu nhỉ. Hoa nhỏ hơn một chút. Và đẹp quá, trông nó như bông hải đường ấy nhỉ. Cái Đấy. màu của nó, cái lớp Cánh rất dày. lớp nó như lớp tuyết nhung ở trên mặt cánh. Vâng, hay quá. Trà thiển. Tôi được nghe rất nhiều chuyện về những cây trà thiển giá trị rất nhiều tiền. Thế còn cái cây của anh Tuấn Phùng này thì để các bác đánh giá xem sao. Đấy, tôi đã đi quay những cây trà thiển Đây chú Sinh mà ơi, cái cây này là tiền hai tỷ rồi đấy. hai cái cành này á, là nó đóng tự nhiên nhưng mà nó xòe ra như hai bàn tay này. Và Đấy, cái cây mà nó đóng cành rất có duyên, xòe như hai bàn tay Phật, đúng ba ông Phúc Lộc Thọ. tam ra. Vâng, anh có thể cho tôi xin cái kích thước ở vị trí này được không? Đây, Và cái gọi là cái cổ thân đấy đi. cổ thân chỗ không phải bệ nó được 32. Rồi, 32. Cái này có lẽ nhìn có vẻ bệ nó hơi chìm. Vâng. Cái này là cháu trồng nó bị tụt đất. À, tức Vâng. là khi trồng thì ok nhưng mà sau thời gian là đất nó lún thì nó thấp đi phải không? Vâng. Đây, chả này tôi đứng tôi ngắm ở cái mặt chậu này nó thụt xuống tận dưới này. Khả năng là một thời gian mà nâng nó lên khoảng độ 5-7 phân, 7-8 phân thì nó sẽ nhìn cái cây trà nó không bị thọt lõm trong mà nó bề thế hơn. Nổi được bệ. Và đẹp quá nhỉ. Tôi sẽ lấy cái tổng bóng của cây hoa trà này. Quá đẹp đây. Cái chiều cao từ mặt chậu lên hiện tại giờ khoảng bao nhiêu anh? Đẹp quá. Nó được khoảng 2,6 m. Và 2,6 m. 2,6 m, 2,7 m gì đấy. Cái dịp Tết thì chắc là đỏ rực Nó nha. kín hết hoa. Và Đỏ kín có hoa cái hết hoa luôn. hôm nay tôi làm chương trình đây thì đã là trung tuần tháng 2 âm rồi, cho nên là cũng 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 có những cái qua cái lớp cái đợt hoa đầu. Được Còn đợt hơn 2 tháng hoa rồi, đến đợt Và này. đợt Đến hoa đợt thứ 2 hai rồi. thì nó ít hơn. Hiện nay trên thị trường thì không có cây thiển nào có hoa. Và Thì nó rụng hết là đợt 1 rồi. thế mà cây này lại có đợt thứ hai. Mặc dù ít hoa hơn, hoa nhỏ hơn một chút nhưng mà nhìn vẫn đẹp, vẫn hấp dẫn. Đang đặt trên một cái chậu vuông, vắt góc. Chậu này là chậu tứ quý đây. Tùng cúc trúc mai đây, đây là tùng này. Trúc, đúng rồi. Xuân hạ thu đông. Cái chậu này kéo góc cạnh được bao nhiêu anh? Chắc là tầm hơn mét. Chậu này là chậu mét tư, chậu này là vuông mét tư. Vuông vắt góc mét tư à? Không Đây đến. là mét ba này, Đấy, tôi nói là không đến. Mét ba nó là vuông đấy mà. mét ba, Rồi. vuông mét ba. Vuông vắt góc. Đẹp quá nhỉ. Tôi soi lại cái bông hoa cho các bác thưởng thức cái đây bên này. Bông nào mà nó căng. Rất sáng. Đấy. Đây.
Đẹp quá. Trông nghiêng nghiêng nó như là bông hải đường nhỉ. Đặc tính cơ bản của thiển này, nó răm rủ, nó phải răm rủ và cái bông nó chìa ra hướng mặt người Vâng. để dễ quan sát. Đây này. Đấy. Bông nào cũng vậy, nó sẽ rủ cụp xuống. Vì nó có hai loại, một loại thiển của ta, một loại thiển Đài Loan thì nó sẽ Thế răm, nó sẽ đây không là rủ. thiển ta đấy hả? Vâng. Thiển cổ Việt Nam. Thiển cổ. Còn cái loại của Đài Loan thì nó răm nó chổng ngược, nó không rủ được xuống. Sao anh đưa ra đằng kia để khách quan vào ngắm ở trung tâm sân, anh không đưa ra, anh đưa ra cái góc này hả anh? Hả? Đồ quý thường hay Cái để chỗ góc cái cây nhài này. khuất. Đồ quý thường để góc Ơi giời ơi. Để người ta vào người ta được ngắm được 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 thưởng thức cái đẹp của những cái bông trà thiển thế này mà anh lại đưa ra đây. chú quay kể cả cái bông ở đằng sau, cái mặt đằng sau bông nó vẫn có cái lớp ánh rất là đẹp. Đây. Đấy, cái lưng lưng của bông hoa. Đây gì? Vâng, Đây gì? đó đó đó. Nó Rồi. đẹp từ cho trong ra đến ngoài và Đẹp cả cái cho mặt tệ. sau. Ngoài ra những bông trà thiển nhìn hấp dẫn thật. Đẹp quá. Anh Tuấn Phùng, anh đọc chậm số điện thoại để anh em chia sẻ và giao lưu. 0829 59 2666. Vâng, rồi. 2666, 3 con 6 cuối đúng không? À, tôi cũng ghi ở cái dòng chữ tiêu đề giới thiệu video để chúng ta tiện việc giao lưu với anh Tuấn Phùng. Đây ạ. À, giới thiệu với chú Sinh với mọi người là cái cây thiển này nó có đặc tính của nó là dăm liễu, cho nên là nó cứ rủ xuống và nó cứ bồng bềnh này, những Rồi. cánh hoa nó đung đưa này, và Rồi. nhìn ở toàn thể ở cái chỗ này nó như một cái bức tranh, Tức là nó mềm, nó mềm nó mại, không nó cứng đúng ừ, không? vâng, dạ. Đây này. Đấy, tất cả Đấy. và nó cứ chĩa ra hướng người, nó bồng bềnh, nhìn từ xa nó bồng bềnh và có cái gió nó đung đưa đấy, nó đung đưa cái cành này là nhìn nó bồng bềnh, nhìn nó hấp dẫn. Rồi. Đẹp quá. Đấy, chú đứng đằng sau này thì nhìn cả bóng đằng sau này nữa. Các bạn có bờ lên cả bóng này. Rồi, đẹp. Tuyệt vời đấy. Vâng, và khi đứng ngắm tổng cái khu này tôi thấy anh có 3 cây này. Cây xa xa trước ống kính đây là cây thiển chúng ta vừa thưởng thức. Thế ở giữa đây là cây to hơn cả, đó là cây có phải cây thâm hồng không anh? Vâng, thông hầm bát diện này. Không cần phải đo quanh, chỉ cần nhìn cái thùng sơn đây là mọi người đã Và rõ còn bên này là cây bạch trà. rồi. À, thế là anh có là bạch này, thâm này, thiển này, đúng không? À, bạch bát thiển, thâm hồng bát diện, đúng rồi. Thế là đây là cây bạch này. Cụ bạch, cụ bát, cụ thiển. Cái Bát tuổi này và tuổi đời thiển. toàn hơn 100 năm rồi. Rồi, mỗi cây đều hơn 100 năm à. Vâng, cái cây thâm hồng bát diện này gốc to phết nhỉ. Đấy, anh ấy Đấy. để cái hộp sơn. Đấy. Bên cạnh để chúng ta so sánh này. Cây rất già. Chân bạn. Và quay lại với cây bạch, cây trà bạch đây. Những cây này thì qua Tết là hết hoa rồi. Trà bạch mà thường nó còn nở trước Tết cơ mà. Nó nở chủ yếu là trước Tết, Trước Tết. đến Tết dương lịch là hết, Và nhưng mà cây này nó nở suốt, cây này nở quá nhiều. à. Sót, sót còn một bông duy nhất nhưng mà bé ở trong góc này. Đấy. Bông ở mãi đằng này. Và Đây. còn một à đằng ấy còn bông to hơn, Rụng rụng rồi, rụng rồi, đeo đây này, đấy. Rồi, ok. bạch trà. Thế còn xung quanh tôi thấy còn anh còn nhiều những cây trà nhỏ, Cây này những là cây hàng bưng bê đây. cây này nhỏ nhưng mà lại có võ. Cây này là bạch nhụy. À, bạch nhụy. Đấy. Và Cái này là lối bonsai. rồi
Đây là cây bạch nhụy này. Thế còn bên này là cây gì đây? Góc đây. Cây đấy là bạch cổ ta, vẫn là bạch cổ. Là bạch cổ. Và cái hàng mà bưng bê một hai người khiêng thì anh Tuấn Phùng cũng còn nhiều đấy. Kể cả những cây nhỏ nhỏ trên cái chậu nhựa đằng kia kìa. Đấy là điểm tuyết. À, cây đây là cây điểm tuyết. Đấy. Đấy, còn cái Đây là cây gì mà anh bê anh cho vào con trâu đây? đây cây trà bạch. À, trà bạch lưng trâu. Cõng cho trâu cõng trà. Trâu cõng trà bạch. Vâng. Rồi. Cái này mà năm bao giờ mà năm con trâu là nó sẽ bằng con trâu thật. À thế à? Tức Tức là là cái giá trị tiền tiền nó sẽ tiền bằng, nó sẽ bằng con trâu thật. giá trị tiền nó tương lai sẽ bằng con trâu Tức thật. là tiền triệu đấy. Vâng. Nhiều triệu đấy. Vâng. Con trâu bây giờ nó 6 7 triệu ý đâu. Nó phải hơn chục triệu. Nhưng Ừ. mà đây giờ nó thì nó bé nhưng mà đoạn ngày mai nó sẽ to. To thì cái chậu này chứa làm sao được. Nó già lên là nó sẽ ra tiền. Ừ, Thì rồi. đây là lối bonsai đặc biệt. Gọi là trâu trà. Đấy, Trà trâu. ông châu cõng cây già. Người ta chọi trâu thì mình đây là trà trâu. Đấy, đây cũng có một số cây nữa đây. Đây cũng cây này cũng là cây Bắt diện. bát diện đây. Đấy. Cái bát diện này là về sau này vẫn còn hoa nhỉ? Vẫn Năm nay còn cái nụ này khoảng 1 2 3 ngày nữa lại bung ra đây. năm nay bắt diện nó nở muộn. Rồi. Đấy. Đây là cây tràm muống. Muống là cùng họ với thiệt. Bông nó đây. Nhưng mà hoa nó bé, hoa nó chỉ to bằng ngón chân cái thôi. Đúng. Muống à, Vâng, tên nó là tràm muống. muống. Đây duy nhất có cây này tôi nhìn thấy còn nhiều hoa nhất. Nằm tít đằng sau này. Đấy là bắt diện. Cây bát diện. Rồi. Phấn cung đình. Vâng, còn đây là cây trà phấn cung đình này. Nó được cái đóng cành xuống. Tán đào, tán đào. Nó nhưng mà nó đóng bộ ba này cân nét này. Tán đào. Đấy, mà bệ thân nó không có một vết sẹo này. Rồi. Ok, thế còn hết rồi còn đâu nữa. Anh còn cái trà nào cho nốt vào đây cái thước phim này đi. Xong cuốn sau tôi sẽ giới thiệu về những cây mộc hương của vườn anh Tuấn Phùng. Đây chúng ta đến với một cây cây phấn hồng này. Phấn cung đình. Phấn cung đình đây. Cái này cũng là to lắm đấy. Ừ. Tay. Loại này nó rất ít cây to. Đấy. Thế còn đây là cây phấn nhật. Phấn nhật. À, cái gốc to phết nhỉ. Phấn nhật mà. Gốc căng ấy. Gốc nó được 30 đấy. Rồi. Hơn 30. Cây này lại còn nhiều hoa thế. Mà bông đẹp thế nhỉ. Này. Cái này nó cũng ra Nụ hoa nở hết và nụ cũng rất nhiều, nụ to này. cái này nó nở từ Tết đến giờ đấy. Ồ. Đấy. Thân được 30. Bóng cây cũng to, đẹp. Thôi, còn cây này thì thôi. Thế còn còn cây nào nữa? Đây có cây này thì đang nhiều hoa. Đang nhiều hoa và cũng là để kết thúc cuốn video nói về những cây hoa trà của vườn anh Tuấn Phùng này. Ờ, cái này còn nhiều hoa đấy. Nụ cũng vẫn còn nhiều các bác ạ. Đấy. Nụ mai kia nắng lên nó sẽ nở tiếp rất Đây là nhiều cây này. bắt diện. Cái dòng này nó gọi là trà đồi. Trà Nó trà đồi, tức trà là nó ở trên đấy à? vào ở vùng đồi, Vùng đồi. ở vùng Hưng Yên và Nam Định. Nó là trà xuôi. Rồi. Rồi, đẹp quá. Vâng, với một số những cây hoa trà của vườn anh Tuấn Phùng, xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, tôi xin khép lại thước phim tại đây. Để chúng ta di chuyển sang cuốn số 2
chia sẻ về những cây hoa mộc hương. Hương mộc sắc trà. Vâng, đấy, anh ấy nói là hương mộc sắc trà đây. Đúng là hương thì phải nói là về mộc, mà sắc thì phải có hoa trà. Rồi, mời các bạn tiếp tục theo dõi.